Chiều ngày 3 tháng 8 tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp về công tác cán bộ theo thẩm quyền, xem xét đơn xin thôi giữ các chức vụ của một số đồng chí lãnh đạo cơ quan trung ương và địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Tại thông cáo phát sau hội nghị chiều ngày 3 tháng 8, Văn phòng Trung ương Đảng cho biết trên cơ sở báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy các ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang, Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Tuyên Quang đã có một số vi phạm. Bốn ông bị xác định vi phạm các quy định của Đảng trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và các quy định về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, các ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng các cá nhân, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Lê Minh Khái thôi giữ chức Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đồng ý để các ông Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Ký, Chẩu Văn Lâm thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông Lê Minh Khái, 60 tuổi, quê ở Bạc Liêu, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, Ông từng là cán bộ kế toán của Liên hiệp Khoa học sản xuất in Lixin, thành phố Hồ Chí Minh, kiểm toán viên, kiểm toán trưởng tại Kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh rồi Bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu. Tháng 10 năm 2017, ông trở về Trung ương làm Tổng thanh tra Chính phủ. Từ tháng 4 năm 2021 đến nay, ông giữ cương vị Phó Thủ tướng, được phân công theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực khối kinh tế tổng hợp như kế hoạch tài chính, giá cả tiền tệ ngân hàng, thị trường vốn, chứng khoán, dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô, chi ngân sách nhà nước. Chính phủ, nhiệm kỳ 2021-2026 hiện có 4 phó thủ tướng giúp việc cho Thủ tướng Phạm Minh Chính, gồm các ông Lê Minh Khái, Trần Lưu Quang, Trần Hồng Hà và Lê Thành Long. Ông Đặng Quốc Khánh, 48 tuổi, quê ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Trình độ tiến sĩ chuyên ngành quản lý đô thị và công trình, kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, dự khuyết 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Ông Khánh từng là chuyên viên phòng thẩm định thuộc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh, sau đó kinh qua nhiều chức vụ ở tỉnh này như giám đốc Sở Xây dựng, bí thư huyện Nghi Xuân, phó chủ tịch tỉnh. Năm 2016, khi nhậm chức chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ở tuổi 40, ông là chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước. Tháng 7 năm 2019, Bộ Chính trị điều động ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. Tháng 5 năm 2023, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Xuân Ký, 52 tuổi, quê ở tỉnh Nam Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Ông từng giữ nhiều chức vụ ở tỉnh Quảng Ninh, gồm Bí thư Tỉnh đoàn tránh văn phòng tỉnh ủy, bí thư thành ủy Móng Cái, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, phó bí thư tỉnh ủy. Từ tháng 9 năm 2019, ông Ký là bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Ông Chẩu Văn Lâm, 57 tuổi, ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang, đại biểu Quốc hội khóa 14. Sau 4 năm công tác trong tổ chức đoàn, ông Lâm làm phó chủ tịch huyện Na Hang khi 29 tuổi. Ông sau đó có nhiều năm công tác tại Tuyên Quang, từng giữ chức vụ giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Từ tháng 5 năm 2015 đến nay, ông giữ cương vị Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong 200 ủy viên trung ương được bầu đầu nhiệm kỳ khóa 13, đến nay còn 171 ủy viên. Trước đó, sáng ngày mùng 3 tháng 8 năm 2024 tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp để giới thiệu nhân sự và bầu đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Tại hội nghị, căn cứ các quy định của Đảng, trên cơ sở định hướng giới thiệu nhân sự của Bộ Chính trị, Trung ương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, suy tôn thống nhất rất cao với số phiếu tuyệt đối 100% bầu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu khẳng định kế thừa và phát huy những thành quả cách mạng mà đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thế hệ lãnh đạo đi trước đã gây dựng, duy trì sự đoàn kết thống nhất cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra, tổ chức thành công Đại hội 14, đưa đất nước vững bước phát triển trong giai đoạn mới. Ông Tô Lâm, sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957, quê ở xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, trình độ chuyên môn giáo sư, tiến sĩ luật học. Ông là ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13, ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, Chủ tịch nước Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, từ ngày 22 tháng 5 năm 2024, Phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15, ông Trưởng Thành, từ cán bộ Cục Bảo vệ chính trị 1 Bộ Công an từ những năm 1980. Trong quá trình gắn bó với Bộ Công an, ông từng kinh qua các chức vụ: Phó trưởng phòng, trưởng phòng, phó cục trưởng, cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị 1, Tổng cục An ninh Bộ Công an. Sau đó ông làm phó tổng cục trưởng, phó tổng cục trưởng phụ trách rồi giữ chức tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1 Bộ Công an đến tháng 7 năm 2010. Ông Tô Lâm làm thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 4 năm 2016 và giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 5 năm 2024. Ông được phong cấp bậc đại tướng từ tháng 2 năm 2019. Ngày 22 tháng 5 năm 2024, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, ông được bầu làm Chủ tịch nước cho đến nay. Lời cam kết của Tân Tổng bí thư Tô Lâm Ngay sau khi vừa được Trung ương tiến nhiệm bầu giữ chức Tổng bí thư vào sáng ngày 3 tháng 8, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trực tiếp chủ trì họp báo quốc tế và trong nước. Trong bài phát biểu họp báo, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định được Bộ Chính trị tin tưởng giới thiệu Ban chấp hành Trung ương Đảng tiến nhiệm bầu và giao trọng trách Tổng Bí thư là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm vinh quang trước Đảng, nhà nước và nhân dân. Tân Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng là nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, người đảng viên cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, nhà nước và nhân dân ta. Hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng mất đi là tổn thất vô cùng to lớn, không thể bù đắp của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Ở thời khắc này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và bạn bè quốc tế đang còn rất xúc động, chứa vơi niềm tiếc thương vô hạn đối với nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của chúng ta. Song, trước yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên cấp bách của Đảng và nhà nước trong xây dựng, phát triển đất nước, chăm lo cuộc sống của nhân dân, Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương đã quyết định chủ trương kiện toàn các chức danh lãnh đạo Đảng nhà nước, trước hết là chức danh Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng. Việc bầu chức danh Tổng Bí thư giữa nhiệm kỳ được thực hiện theo đúng quy định điều lệ Đảng, phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và các quy định về công tác cán bộ của Đảng. Cũng theo Tổng Bí thư Tô Lâm, quá trình chuẩn bị giới thiệu nhân sự Tổng Bí thư được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chức danh quy trình theo quy định của Đảng để đảm bảo sự ổn định, kế thừa, phát triển những kinh nghiệm, những thành tựu mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các lãnh đạo tiền nhiệm và ban chấp hành Trung ương các khóa trước đã đạt được với trách nhiệm cao nhất vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước. Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, xem xét nhiều mặt và thể hiện sự thống nhất rất cao trong việc giới thiệu và bầu chức danh Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tổng bí thư tô lâm nhấn mạnh được bộ chính trị tin tưởng giới thiệu ban chấp hành trung ương đảng tiến nhiệm bầu và giao trọng trách tổng bí thư tôi nhận thức sâu sắc đây là vinh dự lớn đồng thời cũng là trách nhiệm vinh quang trước đảng nhà nước và nhân dân trước truyền thống cha ông và lịch sử hào hùng ngàn năm văn hiến của dân tộc trước các thế hệ lãnh đạo tiền bối trước yêu cầu thực hiện thành công đường lối đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta đồng chí khẳng định trên cương vị tổng bí thư ông sẽ cùng tập thể ban chấp hành trung ương đảng, bộ chính trị, ban bí thư kế thừa phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của đảng ta, phát huy cao nhất tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực tự cường, tự hào dân tộc. Bên cạnh đó, tăng cường đoàn kết thống nhất trong đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn kết tư tưởng và hành động, ý đảng lòng dân, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi chủ trương đường lối của đảng trước hết là nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Tận tâm, tận lực, tận hiến, phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang, vì nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nhân dân Việt Nam có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tổng bí thư Tô Lâm cũng khẳng định sẽ tiếp tục lãnh đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện quyết liệt có hiệu quả những định hướng lớn, đột phá chiến lược mà đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Theo đó, sáu trọng tâm là giữ vững độc lập tự chủ, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, kiên quyết kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo, vùng trời của Tổ quốc. Kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, không ngừng tăng cường đóng góp của Việt Nam vào hòa bình và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên định lập trường, quan điểm và thực hành dân là gốc, nhân dân là chủ thể, trung tâm của công cuộc đổi mới, đảm bảo mọi người dân đều được hưởng thụ những thành quả của đổi mới, phát triển, được sống hạnh phúc trong môi trường an ninh, an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau. Tập trung xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên đủ phẩm chất năng lực uy tín ngang tầm nhiệm vụ hết lòng phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội củng cố tiềm lực quốc gia thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư sản xuất kinh doanh huy động tối đa nguồn lực xã hội cho sự phát triển bền vững đất nước bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu khơi dậy tinh thần ý chí quyết tâm Phát huy cao nhất giá trị văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam, xã hội chủ nghĩa trong xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ưu tiên tập trung chỉ đạo có hiệu quả chất lượng các văn kiện, công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới tổ chức thành công đại hội 14 của Đảng.